Xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay FT Mobile sẽ giới thiệu cho các bạn một cái bộ combo mới, bộ combo Android Kamax này. Đấy, Android Kamax 2 này. Các bạn có thể thấy nha, pin 2400 luôn nha. Thoải mái các bạn chơi luôn. Và bàn phím K11 này. Bàn phím này là bàn phím thường thôi. Bàn phím K9 mới là bàn phím cơ. Còn bàn phím K11 là bàn phím thường nha các bạn. Còn đây là chuột K1 này các bạn. Đấy, các bạn thấy chưa? Ok, thì mình sẽ mở ra cho các bạn xem nha. Kamax 2 bên mình còn nguyên siêu này. Đấy, các bạn có thể nhìn qua một vòng nha. Đấy, bạn nào mà mua cái Kamax 2 này thì bên mình sẽ bóc siêu ra và kiểm tra test trước cho các bạn trước khi gửi hàng cho các bạn nha, để đảm bảo là gửi hàng đến tay các bạn là dùng ok nhất á. Đấy, thì bây giờ mình sẽ bóc siêu em nó ra nha. Đây này, bóc siêu em nó ra nha. Đấy, vì hàng hóa chuyển đi xa ấy, nên bên mình phải test trước, không có gửi đến tay các bạn là lại không dùng được ấy, thì nó mất rất nhiều thời gian. Đấy, các bạn thấy chưa? Bảo vệ nấm mút nha các bạn. Ok, sẽ để hộp đây nha. Đây này, các bạn thấy nha, Android Kamax 2 nha, màu trắng luôn, cực kỳ mới luôn. Vỏ hộp này là vỏ hộp mới luôn nha các bạn, vỏ hộp mới của Android sản xuất luôn. Đấy, được bao bọc bởi nấm mút này. Đấy, đây nha, rất nhiều ốc đằng sau này cố định nha. Bên này là cổng USB này, cổng sạc này, lỗ reset này. Lỗ này, cái này là reset Bluetooth nha, on up này, đèn báo hiệu này, logo Android này. Đấy, các bạn thấy chưa? Ok, mở ra này các bạn ơi, mở ra để cả điện thoại iPad vào đây đấy. Đấy, đây là sách hướng dẫn này, bên trong đây là còn một cái cáp sạc này các bạn. Cáp sạc đựng trong một cái hộp màu đen rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn. Đây là cáp sạc của Android, cáp sạc và cáp kích hoạt đấy, dây rất là chắc luôn, rất là cứng luôn. Đấy, bạn thấy nha. Ok, cắt lại đi, cắt đi nha. Đây, để vào đây, sẽ bỏ hộp sang một bên nha các bạn, bỏ hộp Android Kamax sang một bên nha. Đấy, Android Kamax này sẽ bỏ sang một bên. Ok, tiếp theo đó là cái bàn phím K11. Đấy, K11 này, bàn phím này có LED RGB nha các bạn. Đấy, của hãng FreeWheel này, con sói miễn phí à, hay chà, kinh đấy. Miễn phí mà sao mình mua phải mất tiền nhỉ, vâng, hay là chỉ mua sói mới được miễn phí không? Đấy, các bạn thấy chưa, một bên là tiếng Trung này, một bên là tiếng Anh này. Đây là phiên bản nội địa của Trung Quốc các bạn. Ok, bây giờ mình mở ra luôn cho các bạn xem nha. Đấy, hộp rất là đơn giản, rất là giản dị thôi các bạn ơi, rất là giản dị, chủ yếu nó tập trung vào bên trong thôi. Vì đây là một loại bàn phím gọi là nửa phím gọi là giá rẻ ấy, nên nó chỉ tập trung vào gọi là chất lượng của sản phẩm thôi, nó cũng không để ý nhiều đến cái vỏ hộp lắm. Ok, mình sẽ mở cái này ra nha. Đây, đây là một cái cọng cáp này. Cọng cáp cái này bằng cả cao su, không phải bằng nhựa như mấy cái loại vớ vẩn đâu các bạn ơi, rất là thích luôn. Ok, mình sẽ bỏ ra nha. Và có một gọi là một cái cuốn kiểu âm chân kinh này. Đấy, các bạn thấy chưa, đây là số series này, Made in China này, và một số mấy cái ninh tinh này. Đấy, các bạn thấy chưa? Các bạn nghe tiếng bấm của nó nha. Đấy, bấm rất là thích luôn. Nó kêu cũng rất là nhỏ thôi. Tại vì đây là bàn phím của mình, bàn phím thường ấy, không phải bàn phím cơ hay giả cơ. Thì thích hợp cho các bạn nào mà có gia đình, con nhỏ hay gì đấy thì chơi game nó sẽ kêu nhỏ hơn và không bị ảnh hưởng đến người khác. Đấy, các bạn thấy chưa? Bấm kêu rất là nhỏ thôi. Nãy là mình để gọi là sát mic và sát cái mic ấy thì nó mới kêu to thôi, còn đâu các bạn để xa nó kêu rất là nhỏ thôi. Ở đây các bạn thấy chưa, mình bấm nhẹ nhàng này, kêu rất là nhỏ thôi, nó không như là cái bàn phím của K1 này, dùng bàn phím cơ à, thấy chưa, bạn nghe chưa, bấm kêu to rất là to luôn. Đấy, kêu rất là to cho các bạn. Đây là bàn phím cơ nên nó kêu to, còn đây là cái bàn phím cao su thôi. Mình sẽ gọi là nhổ cái keycap của nó ra cho các bạn biết nó là cái cao su nha. Đấy, nhổ cái cáp ra cho các bạn xem luôn. Đấy, các bạn thấy chưa, bàn phím cao su thường thôi nha. Cái nét đi xem nào. Đấy, các bạn thấy chưa, bàn phím cao su thường thôi nha các bạn. Đấy, nó không phải bàn phím cơ đâu. Bàn phím K9 mới là bàn phím cơ nha. Còn bàn phím K11 là bàn phím cao su bình thường thôi. Thích hợp cho gọi là ai có con nhỏ hoặc là thích cái sự gọi là yên tĩnh ấy thì nên chơi cái này. Với cả tránh bị đồng đội phát hiện ấy, khi các bạn bấm cái phím đúng không, thì đồng đội nó nghe cái tiếng cạch cạch cạch, à thằng này dùng bàn phím chuột chơi game rồi. Còn khi các bạn dùng cái phím này này, bấm thì đồng đội nó sẽ không nghe thấy nha.
Đấy, các bạn yên tâm là đồng đội không nghe thấy nên là đồng đội không biết là các bạn đang chơi cái phụ kiện này đâu nha. Ok, mình sẽ để cái vỏ cái K1, K11 này sang một bên nhá. Mình sẽ để vỏ cái K11 này sang một bên. Bên trong nó cũng chả có gì đâu. Rất là đơn giản thôi, nó tập trung vào gọi là cái sản phẩm thôi. Nó có một cái kê tay các bạn. Đấy, kê tay này. Đấy, ok. Còn đây là cái chuột K1 nha các bạn. Chuột K1 này thì rất là nổi tiếng rồi. Nó chơi game với cái gọi là tương thích với cả cái Hanzo K1, Hanzo K Mark 2 với cả cái game sơ Z1 ấy, rất là ok luôn. Nên là bên mình rất là chuộng cái này. Giá gọi là giá thành nó cũng phải chăng. À, chơi game nó cũng rất là thích. Đấy, chơi game mobile nhá. Game PC thì bên mình gọi là ít chơi. Mình thì cũng không chơi game PC nhiều lắm. Đấy. Đây là con chuột của chúng ta nhá. Mình mở ra này. Đấy. Nó có một cái lớp nhựa ấy nhá, mình sẽ để đây. Đây nha. Con chuột K1 của chúng ta. Các bạn lưu ý nhá. Các bạn mua về ở đây là có cái lớp ni lông này, đây này. Đấy, ở chỗ này nó có cái mấy cái lớp ni lông các bạn bóc hết ra cho mình nhá. Nhất là ở mấy cái coi là nhựa này này. Nhựa bóng này này, nhựa đen bóng này, các bạn bóc hết lớp ni lông ra cho mình nha. Khi các bạn bóc hết lớp ni lông các bạn dê ở sẽ thích hơn nha. Nhớ là các bạn mua về thì các bạn tốt nhất là nên mua một cái nót chuột ấy. Nó chuột để các bạn nó gọi là dê ấy, thì gọi là chuột nó ăn nó thích nhất và khi các bạn bắn súng các thứ ấy thì nó cũng dùng nó ok nhất nha. Nhớ nha, các bạn tốt nhất là các bạn nên mua cho mình một gọi là một cái lót chuột, nó cũng rẻ thôi. Lót chuột bên mình thì có hai loại. Một loại là full size là 50k bên mình đã trợ giá rồi đấy. Và một loại là lót chuột 3D thì là nó 150 nhá. Đấy, thì bạn nào ưng cái nào mua cái nha. Nó chuột 3D dành cho các thanh niên F3 thôi. Đây này. Nó chuột 3D này. Đấy, đây là nó chuột 3D ở đấy dành cho các thanh niên F3 nha, 150k các bạn. Các bạn nào ưng thì mua, không thì thôi nha. Mua về kê tay rất là ok, không bị chai tay nha. Mình chơi game nhiều mà. Các bạn thấy chưa? Chai hết tay này. Đấy thì các bạn kê vào đây này thì nó không bị chai tay nha. Có khi tay còn to hơn ý. Ok. Đây, đây là cái bộ combo của chúng ta nha. Mình sẽ cắm vào cho các bạn xem nha. Các bạn lưu ý là khi mua về cái Hanzo K Mark 2 các bạn bàn phím các bạn cắm cho mình bên dưới nha. Bàn phím cắm bên dưới này. Chuột các bạn cắm bên trên này. Đấy. Thì các bạn chỉ cần kết nối thế này thôi nha. Và kết nối với cả chiếc iPad qua Bluetooth hoặc là qua điện thoại qua Bluetooth và cài cái ứng dụng Hanzo vào là các bạn có thể chơi luôn được game nha. Đấy, chỉ cần như thế này thôi. Đấy, bạn chiến game rồi. Và một cái lót chuột nữa. Nhưng ở đây mình không có cái lót chuột full size. Các bạn chơi game có cái lót chuột full size nó cũng ok. Và là dùng cái lót chuột 3D kia cũng ok thôi. Đấy các bạn thấy chưa? Đây là toàn bộ combo Hanzo K-Mark 2 với cả chuột K1 và bàn phím K11 nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ bật đèn cái Hanzo K-Mark 2 này để xem cái đèn LED của nó sáng như thế nào nha. Nó đẹp như thế nào nha. Ok, bây giờ mình sẽ bật lên. Đấy. Đèn Hanzo K-Mark sáng rồi này. Đèn bàn phím sáng rồi nha. Chuột sáng rồi này, các bạn thấy chưa? Đèn bàn phím này, đèn RGB nha. Đấy, để nét luôn, nét RGB luôn. Đây chưa? Mình sẽ bật cái chức năng gọi là thay đổi màu sắc của đèn cho các bạn xem nha. Đây này. Đây là tắt đèn nha, FL này, exit này, đấy cái này tắt đèn này. Bật lên này, đấy các bạn thấy chưa? Tắt đèn nó bật lên này. Mình cả thay đổi cái màu của đèn này. Đấy. Nó nhấp nháy nha. Đấy, thì ở ngoài nhìn rất là đẹp luôn, nhưng mà ở trong máy quay nhìn nó hơi bị xấu một tí. Cái máy của mình quay nó hơi bị đểu ấy. Đấy, nhìn nó hơi bị xấu một tí. Ok, bình thường mình chơi mình hay tắt đèn đi cho nó gọi là nó đỡ đỡ, thứ nhất là tiết kiệm pin, thứ hai là cho nó đỡ chói mắt ấy. Mình cũng không thích để đèn lắm nhưng mà bình thường các bạn chơi các bạn có thể để đèn để chế độ này này cho đỡ gọi là đỡ nhấp nháy, nhìn cho đỡ đau mắt. Đấy, ok. Còn con chuột này cũng nét gọi là nét RGB nha các bạn. Các bạn nhìn này, đấy, nên nó thay đổi màu sắc các thứ này rất là đẹp nha các bạn. Đấy, chuột RGB, bàn phím RGB rất là đẹp luôn. Logo của nó này cũng có màu nha, màu gọi là màu hơi hồng hồng này. Thì chứng tỏ là con sói này, sói gai này, free vua gai này. Đấy. Màu hồng này. Đây cái K-Mark này, K-Mark 2 thì để được cả điện thoại nha. Đây mình sẽ để thử cái iPad vào cho các bạn xem nha. Đây này, đấy, đây cái iPad của bên mình nha, sẽ để vào này, các bạn thấy chưa, như thể là một chiếc gọi là PC thu nhỏ luôn, cực kỳ ngầu luôn nha các bạn nha. Các bạn có thể gọi là điều chỉnh nó độ ngửa của cái này bằng cái chân này này. Đấy, chân này các bạn có thể điều chỉnh thoải mái nhá. Các bạn yên tâm là không sợ nó bị gập xuống đâu nha. Đấy, thấy chưa, đây là cái K-Mark 2 này, các bạn thấy chưa. Đấy, đây này, đây này,
Đấy, đây là toàn bộ và là khi bạn mua hàng ấy các bạn sẽ được nhận được cả bàn phím K11 này, K Mark 2 này và cả chuột K1 nha. Đấy, đây là cái bộ combo của bên mình nha. Bộ combo này chơi thì rất là ngon luôn, dành cho các bạn nào mà gọi là thích gọi là cái sự yên tĩnh nhỏ nhẹ của cái bàn phím ấy. Các bạn dùng cái bộ này chơi rất là ok luôn, cực kỳ sướng luôn nha. Và các bạn nào mà thích nhỏ gọn hơn ấy, các bạn có thể để cái K1 này, đấy, K1 với cả cái chuột K1 này, đấy, cái hai cái này cắm vào nhau chơi nha, không cần phải cái K Mark 2 nữa, các bạn nhớ nha. Khi các bạn mua K1 rồi ấy, thì các bạn không cần phải mua K Mark 2 nữa. Còn khi các bạn mua K Mark 2 với cả bàn phím rồi thì các bạn sẽ không phải mua K1 nữa nha. Các bạn lưu ý nhớ cái phần ý cho mình nha. Rất nhiều người nhầm lẫn ấy là khi mua K1 thì phải mua cả K Mark 2 nữa mới chơi được. Rất là nhiều người nhầm lẫn ở cái gọi là cái phần ý nha. Ok, thì đây mình gọi là nhắc luôn cho các bạn nha. Đấy, các bạn mua K Mark 2 thì không phải mua K1 và các bạn mua K1 thì không phải mua K Mark 2 nữa. Ok, nhưng mà K Mark 2 các bạn phải mua thêm phím, còn K1 thì nó tích hợp phím rồi, các bạn không phải mua nha. Các bạn nào mà mua hàng thì liên hệ với FT Mobile, chỉ cần bảo là K Mark 2, K11 và K1 là bên mình sẽ tự biết nào cái bộ combo gì nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào trải nghiệm game trực tiếp cho các bạn xem trên cái bộ combo này luôn nha. Đây, mình đã vào game rồi nha. Icon Hanzoi đã sáng rồi các bạn. Đấy, phím cho các thứ mình đã mát sẵn hết rồi này. Mình sẽ di chuyển cho các bạn xem nha. Đấy, rất là mượt nha các bạn, cực kỳ mượt và ok luôn. Mình sẽ nhắc cả 46 bắn cho các bạn xem này. Đấy, 46 bắn thử nha. Chiu, đấy, ngon chưa các bạn ơi. Đấy, mình không động một tí vào cái iPad này nha. Đấy, nhặt cái dầm thanh nha các bạn. Đấy, dầm thanh này. À, chưa nhặt à. Dầm thanh nha các bạn. Đấy, dầm thanh luôn. Dầm thanh luôn. Đấy. Ơ, dầm thanh, đây, dầm thanh nó nắp rồi này. Đấy, dầm thanh luôn này. Đấy, thịt phát 5 ngắm cho các bạn xem nha. 8x luôn này. Bạn nha các bạn ơi. Đấy, bạn rất là ok luôn. Mình sẽ nhặt là gọi là cái hộp súng quạt cho các bạn xem nha. Các bạn để mà xem. Cái này các bạn dùng ấy thì các bạn không nghe thấy tiếng phím. Các bạn thấy chưa? Nên là rất là đồng đội rất là khó phát hiện nha. Đấy, các bạn thấy chưa? Bấm rất là nhỏ nhẹ luôn, không nghe tiếng phím luôn. Sấy thử súng cho các bạn xem nha. Nhìn nào. Đấy, dê tầm các thứ nha. Vừa sấy vừa di chuyển được nha. À, nhìn này, đấy, vừa giấy vừa di chuyển các kiểu rồi luôn này. Hết đạn rồi. Vừa bắn vừa di chuyển được này. Rất là lợi thế luôn nha. Đấy, rất là lợi thế luôn. Ok, thì đây là cái bộ combo Hanzoi K Mark 2 với cả chuột K1 với cả bàn phím K11 nha. Các bạn nào mà quan tâm đến sản phẩm này của bên mình ấy, thì anh liên hệ về số điện thoại trên góc trên trái màn hình này, hoặc là Facebook, Zalo. Ok, cảm ơn tất cả các bạn nha. Các bạn đừng quên like, share và subscribe và ấn vào hình cái chuông ấy để ủng hộ kênh của FT Mobile nha. Nhớ nha. Ok, cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Bye bye nha. Bye bye.